Ông Tây Anh Chuông xin chào tất cả các bác ạ, đã cùng trở lại với chương trình giới thiệu review đồng hồ Côn Cổ trên YouTube của ông Tây Anh Chuông. Và nếu như là đầu tiên các bác đến với kênh, các bác cũng ủng hộ kênh bằng cách chúng ta đăng ký kênh bên dưới. Và đăng ký kênh bên dưới và số điện thoại của em là 0928 538 538, địa chỉ ở số nhà 02, dãy Thông Tần TT4, khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội các bác nhá. Và mặt đất, các bác cứ đến cổng chào của khu thị Phú Lương, rẽ vào nhà em luôn. Đó, ô tô các bác để thoải mái 24/24 giờ. Và hôm nay xin giới thiệu cho các bác đó là một chiếc đồng hồ vai bò. Hôm trước có mấy bác hỏi, vâng, đó là vai bò Vodet. Thì con này là con Vodet em mới về. Đây là chiếc đồng hồ rất đẹp. Đây, sẽ cho các bác nhìn kỹ hơn một chút nữa. Đấy, con này thứ nhất đó là khảm gỗ này, chung quanh đường chỉ này, tạo chỉ màu này, rất đẹp này. Thứ hai là mặt cánh cong xoải nha các bác nha. Đó, rất xoải, rất đẹp. Đó, từ những cái phần vành bên ngoài này, đấy, vành đồng này đều là hoa văn các bác nhé, hoa văn này, đấy, nổi rất đẹp. Con này bên trong sử dụng đó là mặt màu ghi, đấy, cũng rất là trầm đẹp. Ở đây có chữ là Winter Verdes của hãng này, đấy, kim đặc biệt của hãng này. Đó, vân này đẹp, đã nâu qua rồi. Đấy, và thứ hai là có hai chân hai bên này, hai chân xoài ra này. Nếu chúng ta nhìn xa một chút, chúng ta sẽ nhìn thấy cái độ xoài của nó rất đẹp. Nó đúng như kiểu gọi là mì vằn thắn quấn vậy. Và miêu tả thế cho các bác dễ hình dung. Đấy, con này nhìn ở trên phần này của em khá dày. Đấy, rất đẹp, không hoa văn nhưng con này mang một phong thái rất là trơn và đẹp. Đấy, tất cả những đường chỉ bên cạnh chúng ta nhìn thấy đó là người ta khảm rất là kỹ đó để tạo cái điểm nổi, nhưng tất cả đều bằng mặt hết các bác nhé. Người ta khảm xong người ta đánh hết và bằng mặt hết đó. Chiếc này thì cứ 15 phút đánh chung một lần thôi, cứ ba ổ cót chúng ta biết rồi đúng không ạ? Đấy, ba ổ cót 15 phút đánh chung một lần. Chúng ta sẽ cùng nghe qua tiếng chuông. Bộ kim rất đẹp các bạn nha. Màu rất đẹp. Đấy, bây giờ em sẽ cho các bác cùng kiểm tra máy phía sau. Con này thì được cái vỏ rất là hay. Tuy nó là vỏ trơn nhưng mà nó có một cái phong thái riêng và cũng rất ít gặp. Đấy, chúng ta sẽ cùng thì con này chạy trục vành tóc các bác nhé, 3 đăng xích. Đấy, cho nên là các bác sử dụng là đưa đi đưa lại yên tâm, không sợ nịch ngựa. Đấy, đằng sau chúng ta nhìn thấy bên góc tay phải là con chuyện của hãng Vred đó. Và con này sản xuất năm 1956 các bác nhé. Đấy, côn đồng. Sản xuất năm 1956. Đấy, các bạn nhìn thấy không? 1956, đó, tháng 4. Còn chuyện của hãng ở đây ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy hàng chữ chuyện của Pháp chưa? Đó, côn đồng. Rất hay. Cái đặc trưng của thằng Vodet thì cái tiếng âm nó khá ok. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy mặt trên. Đó, đằng sau. Con này thì dài 88cm các bác nhá. Nếu như bác nào mà có khoảng để thì con này rất là đẹp. Nếu là tủ chè hay là phòng khách các bác thế. Con này dài 88cm. Đấy, rất là dài, to. Và cao là 23cm. Đấy, độ sâu của nó rơi vào 17cm. 17 là độ sâu. Đấy, tính từ mặt kính đến cả phần đằng sau. Đấy. Còn Vred rất đẹp. Vâng, vậy bác nào yêu mến chiếc đồng hồ này thì xin gọi điện cho ông Tây theo số điện thoại là 0928 538 538 các bác nhá. Mã của chiếc đồng hồ này là mã 1402 các bác nhá. Đấy, mã là 1402, chiếc Vred rất đẹp. Đó, số là số la mã, mặt là mặt màu bên trong nhá. Mặt gần như màu huyết đất và huyết nâu ấy, đó. Màu rất đẹp. Rồi. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo. Và bác nào thấy em giới thiệu mà âm thanh nó ổn thì các bác cho em comment số 1 giúp em để em biết là âm thanh nói là ok.
Còn nếu như mà nghe nó không ổn hoặc là nó âm thanh nó bé thì các bác cho em số 2 các bác nhá. À, xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo ạ.